Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong số 3 trận đấu còn lại ở tại vòng loại World Cup 2022 trước Indonesia vào ngày 7 tháng 6, trước Malaysia vào ngày 11 tháng 6 và cuối cùng là UAE vào ngày 15 tháng 6, thì cuộc đối đầu với đội tuyển Indonesia mang tính chất quan trọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu giành được 6 điểm ở 3 trận đấu còn lại để có suất vào vòng loại tiếp theo. Điều này đồng nghĩa là ông giao nhiệm vụ phải thắng cho đội tuyển Việt Nam ở trận đầu tiên gặp Indonesia. Đội tuyển Indonesia lúc này là ẩn số ở Đông Nam Á. Lần gần nhất mà hai đội gặp nhau đã là từ tháng 10 năm 2019. Kể từ đó thì team Garuda đã thay tướng, thay quân và vướng vào không ít lùm xùm và gần như là họ không thi đấu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thông tin đóng vai trò như là sức mạnh và khi không thể nắm rõ thông tin về đối thủ thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, thế nhưng không ai đảm bảo rằng vị trí này sẽ không bị lung lay ở trong thời gian tới. Nhất là khi hơn một năm qua là một quãng thời gian đủ dài để cho các đối thủ chuẩn bị lực lượng và thực hiện những cuộc đại tu nhằm cải thiện thành tích. Indonesia không còn hy vọng ở vòng loại World Cup. Dưới thời huấn luyện viên Simon McManamy, team Garuda bị sa sút tệ hại cả về thái độ lẫn trình độ, khiến cho đội bóng này tụt xuống đáy bảng xếp hạng khi không giành được điểm nào sau 5 trận đã đấu. Đội tuyển Indonesia hiện tại do huấn luyện viên Shin Tae-yong dẫn dắt. Ông chính là đồng hương của huấn luyện viên Park Hang-seo và cũng từng lãnh đạo đội tuyển Hàn Quốc tham dự vòng chung kết World Cup 2018, nơi mà những chiến binh xứ sở Kim Chi đã đánh bại đương kim vô địch là đội tuyển Đức với tỷ số 2-0. Rõ ràng phẩm chất của ông Shin Tae-yong là điều không thể bàn cãi. Chia sẻ sau khi được bổ nhiệm vào cương vị mới, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã nhấn mạnh 3 điều. Thứ nhất là mục tiêu vào vòng loại tiếp theo của Indonesia coi như là chấm dứt, nhưng ông sẽ cùng với các học trò cố gắng hết khả năng. Thứ hai là Indonesia sẽ tái sinh với dòng máu trẻ. Thứ ba là huấn luyện viên Shin Tae-yong đã từ chối những lời mời ở Nhật Bản và ở Trung Quốc để tới Đông Nam Á đối đầu với huấn luyện viên Park Hang-seo. Đầu năm 2020, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã chia sẻ với truyền thông của Hàn Quốc rằng: "Thời gian đầu tôi có thể mắc sai lầm, nhưng xin hãy tiếp tục cổ vũ để tôi có thể trở thành một huấn luyện viên giỏi như là huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều đó thật không dễ dàng gì, hãy ủng hộ tôi để tôi có thể trở thành một huấn luyện viên Park Hang-seo thứ hai." Với Indonesia, trận gặp đội tuyển Việt Nam mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần hơn là thành tích. Chiến thắng 3-1 ở Bali tại lượt đi vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đội tuyển Việt Nam chính là đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của team Garuda. Chiến thắng ở trên sân nhà của đối thủ khiến cho không ít tuyển thủ Việt Nam sẽ tỏ ra chủ quan, nghĩ là dễ dàng hạ được Indonesia thêm một lần nữa ở lượt về khi mà vòng loại World Cup đá tập trung vào tháng 6. Ngược lại thì việc đánh bại đại diện đang dẫn đầu Đông Nam Á là đội tuyển Việt Nam sẽ là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho sự tái sinh của đội tuyển xứ sở vạn đảo. Nếu như không thể đi tiếp ở vòng loại World Cup thì việc gây khó dễ cho các đối thủ thay vì nằm im chịu trận ở 3 trận đấu còn lại chắc chắn sẽ là mục tiêu mà Indonesia phải hướng đến. Hơn nữa là vòng loại World Cup 2022 cũng là đấu trường hoàn hảo để cho Liên đoàn bóng đá Indonesia kiểm chứng tài năng của huấn luyện viên Shin Tae-yong sau hơn một năm công tác. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Muhammad Iryawan đã chia sẻ với báo chí rằng: "Thời điểm mà Indonesia đứng thứ 173 trên bảng xếp hạng của FIFA thì tôi đã yêu cầu huấn luyện viên Shin Tae-yong là phải thắng Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng Thái Lan sẽ bị loại, sau đó toàn đội sẽ đối đầu với UAE. Nếu như giành được chiến thắng, thứ hạng FIFA của chúng tôi có thể cải thiện." Tối ngày 5 tháng 3 vừa qua, đội tuyển Indonesia đã giành được chiến thắng 2-0 trong trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Tira Persikabo. Tờ Bola đã nhận định rằng đây chính là trận đấu lịch sử của bóng đá nước nhà. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Indonesia đã trải qua 355 ngày kể từ lần gần nhất tổ chức được một trận bóng đá. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong vận hành với sơ đồ 4-4-2, song điều đáng nói là chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa ra sân tổng cộng là 15 cầu thủ, 11 cầu thủ là ở trong đội hình xuất phát và 4 cầu thủ là ở trên băng ghế dự bị. Tất cả chỉ có 4 cầu thủ ở độ tuổi trên 23 và không ai trong số đó từng góp mặt ở trận lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam. Một điểm chú ý nữa ở trong trận đấu này đó là việc huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong đã chọn được hậu vệ 21 tuổi Rachmat Irianto làm đội trưởng của đội tuyển quốc gia nước này. Đây là điều bất ngờ lớn đối với người hâm mộ bóng đá Indonesia, bởi lẽ trước đó thì những cái tên quen thuộc như là Adam Alis hay là Hanif Sambandi được dự đoán là sẽ mang băng thủ quân cho đội tuyển quốc gia Indonesia.
Lý giải về điều này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ rằng Reshmat Irianto được chọn làm đội trưởng bởi vì mục tiêu lớn nhất của chúng ta hiện đang là chuẩn bị cho SEA Games 2021. Tôi vẫn đang nghĩ về việc làm thế nào đưa đội này tham dự SEA Games 2021 một cách hoàn hảo và giành được tấm huy chương vàng. Vì vậy, tôi đã trao băng đội trưởng đội tuyển quốc gia cho Reshmat Irianto. Anh ấy sẽ là đầu tàu để giúp cho U22 Indonesia thi đấu tại SEA Games này. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng cho rằng tuyển Indonesia còn khá nhiều thiếu sót. Khả năng của các cầu thủ là rất tốt, nhưng thể lực và tinh thần bị giảm sút sau gần một năm không thi đấu. Ông khẳng định rằng team Garuda sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, với đẳng cấp của huấn luyện viên Shin Tae-yong thì việc ông giúp cho đội tuyển Indonesia hình thành bản sắc và lấy lại phong độ trong 3 tháng tới không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Khi mà đội tuyển Indonesia đã chính thức hết cơ hội ở vòng loại World Cup 2022, mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Indonesia đặt ra cho huấn luyện viên Shin Tae-yong đó là phải giành được huy chương vàng tại SEA Games 31. Chính vì thế, nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sử dụng lứa U22 này trong các trận đấu còn lại tại bảng G như là một bước đệm để cho các cầu thủ trẻ thi đấu và trải nghiệm. Họ sẽ có tâm lý thi đấu cực kỳ thoải mái trước một Việt Nam đang bị đè nặng tâm lý là phải thắng. Vì vậy, học trò của ông Park sẽ phải chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho trận tái đấu này và không thể xem thường đối thủ. Hãy nhớ lại trận gần đây nhất khi mà đội tuyển quốc gia giao hữu với đàn em U22. Cả hai trận đấu đó, U22 Việt Nam đều đã thi đấu rất tốt và dẫn bàn trước các đàn Anh. Còn trước đội tuyển Indonesia ở trận tái đấu sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn là sẽ không có được trong tay Đình Trọng và Trọng Hoàng do bị dính thẻ phạt. Văn Hậu thì đang gặp chấn thương. Do vậy, hàng thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam chắc chắn là không có được lực lượng tốt nhất. Sự vắng mặt của Trần Đình Trọng, Nguyễn Trọng Hoàng do án treo giò hay phần nào đó có thể là Đoàn Văn Hậu do chấn thương có thể không phải là trở ngại lớn nhất đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong năm 2020, ông đã tìm ra được nhiều sự thay thế xứng đáng khỏa lấp vị trí của những cầu thủ này để lại. Tuy nhiên, áp lực phải thắng Indonesia chính là thách thức lớn hơn cả, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải vượt qua được chính mình. Malaysia và UAE được đánh giá là những đối thủ mạnh hơn. Huấn luyện viên Tan Chien Ho có được sự chuẩn bị kỹ càng với việc nhập tịch nhiều cầu thủ để tăng chất lượng đội hình. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ thắng được UAE bằng một bàn thắng có phần may mắn của Nguyễn Tiến Linh. Nếu như đội tuyển Việt Nam sải chân ở trận ra quân thì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với họ khi mà chỉ có được 3 ngày chuẩn bị để bước vào cuộc đối đầu sau đó. Áp lực tâm lý có thể là sẽ giúp cho các cầu thủ dồn toàn lực cho hai trận đấu cuối cùng, thế nhưng cũng có thể sẽ khiến cho họ bị đánh gục và dẫn đến những sai lầm. Với mục tiêu quan trọng như là vòng loại thứ 3 World Cup 2022, toan tính là điều cần thiết thay vì tự đưa mình vào thế khó. Việc Indonesia dừng bước ở tại giải cũng không đồng nghĩa là họ sẽ là đối thủ dễ dàng bị đánh bại. Trận đấu chính thức đầu tiên là cơ hội để cho huấn luyện viên Shin Tae-yong xây dựng được ấn tượng tốt đối với người hâm mộ Indonesia. Đây đồng thời là màn đối đầu đỉnh cao trên băng ghế chỉ đạo như hai chiến lược gia đồng hương này đã từng chia sẻ với truyền thông. Huấn luyện viên Shin Tae-yong từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc dự vòng chung kết World Cup 2018, chức vụ cao hơn vai trò trợ lý mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng làm. Thế nhưng vị thế của ông ở quê nhà không còn được như trước sau những thành công của người đồng nghiệp ở tại Việt Nam. Hơn nữa, nếu như muốn trở thành huấn luyện viên Park Hang-seo thứ hai thì không có cách nào tốt hơn ngoài việc đánh bại phiên bản gốc. Đội hình mà huấn luyện viên Shin Tae-yong sử dụng trong trận đấu giao hữu có thể không phải là những cái tên sẽ được ông chọn ở tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, điều đó cho thấy rằng chiến lược gia người Hàn Quốc đang làm đúng với những gì mà ông đã giao hẹn. Indonesia đang từng bước lột xác. Trong khi đó, bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn là tập hợp của những trụ cột như là Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh hay Nguyễn Quang Hải. Đổi mới về con người, lối chơi và chiến thuật sẽ là thách thức được đặt ra cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự. Còn chiến thắng trước Indonesia sẽ phụ thuộc vào đội tuyển Việt Nam nắm bắt được đối thủ đến đâu ở trong thời gian tới. Quan sát tình hình này từ Hàn Quốc, huấn luyện viên Chung Hae-song đã có những nhận định nhắc nhở đối với người đồng nghiệp mà ông từng sát cánh ở Việt Nam. Huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia là một trong những huấn luyện viên hàng đầu ở Hàn Quốc. Cậu ta có tư duy rất tốt và hiện đại. Điều đó chắc chắn sẽ là lợi thế cho đội tuyển Indonesia trong các chặng đường sắp tới. Indonesia đã bị loại ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, đó không phải là lý do mà ông Park hay là đội tuyển Việt Nam có thể chủ quan. Bởi đội tuyển Indonesia lúc này sẽ đá với tinh thần thoải mái và không còn gì để mất. Các trận đấu sắp tới cũng sẽ là bước đệm để tiến tới tương lai của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Bởi vậy, đội tuyển Việt Nam nên dành sự cẩn trọng lớn nhất nếu như không muốn phải nuối tiếc. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự chắc chắn là hiểu rất rõ điều này.
Ngay sau thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để ra soát, đánh giá và thảo luận về kế hoạch hoạt động của đội tuyển quốc gia cũng như là U22 chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng trong năm 2021 mà đặc biệt là các trận còn lại ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết rằng tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị. Đầu tiên là tìm hiểu, cập nhật thông tin về các đội tuyển Indonesia, Malaysia và UAE. Tiếp theo là các thông tin về điều kiện thời tiết ở UAE, quốc gia nhiều khả năng là sẽ đăng cai tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G. Tôi cũng sẽ đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn địa điểm tập huấn có điều kiện thời tiết tương tự như là UAE và sau đó thì chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các tình huống thực tế. Tôi được biết rằng thứ tự các trận đấu của bảng G đã có sự thay đổi. Chúng ta sẽ gặp Indonesia, sau đó là Malaysia và cuối cùng sẽ là UAE. Có một vài khó khăn, thế nhưng chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Với mật độ thi đấu 4 ngày một trận mà toàn là những trận đấu quan trọng, cho nên đó cũng sẽ là mối lưu tâm của thầy Park. Thế nhưng bản thân các cầu thủ và từng câu lạc bộ chủ quản đều có sự chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý cũng như là về vấn đề chuyên môn để giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương, đồng thời vẫn có đủ thể lực để thi đấu tốt cả ở câu lạc bộ lẫn khi lên tập trung cho đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bày tỏ mong muốn đội tuyển Việt Nam có tối thiểu là 3 tuần để chuẩn bị cho loạt trận còn lại của vòng loại World Cup trong tháng 6, thay vì chỉ có từ 7 đến 10 ngày tập luyện trước khi lên đường để di chuyển đến địa điểm thi đấu. Việc sắp xếp điều chỉnh lại lịch thi đấu ở V-League cũng chính là cách để kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển, những ý tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo được trở nên khả thi hơn. Với việc V-League tạm dừng sau vòng 10, tức là ngày 18 tháng 4, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có đủ thời gian và sự tập trung để dồn sức cho mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng G, tiến đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á một cách chắc chắn và tự tin nhất. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.